ta cũng biết rằng là cuộc chơi ngày hôm nay, một là sẽ tìm ra người giống Quang Lê nhất, hai là sẽ tìm ra chính Quang Lê hát không giống mình. Quang Lê nghi là bữa nay có nhiều người giống lắm, cho nên nhiều lúc mình cũng không biết là mình đang hát hay là ai hát nữa, lo lắm chứ. Hả, cái gì? Lo. Mình hát mình không biết mình hát luôn hả? Nhiều lúc mình hát mà mình thấy không giống mình, cũng có thể khả năng xảy ra. Hy vọng là anh Hoài Linh còn nhận ra giọng em. Vâng. Và bây giờ chúng tôi xin phép công bố thể lệ chơi. Chúng tôi sẽ có tất cả là 6 ô cửa, và 6 ô cửa đó dành cho Quang Lê và 5 thí sinh. Và chúng tôi sẽ có tất cả là 4 vòng thi. Sau mỗi vòng thi, chúng tôi sẽ loại ra một người hát không giống Quang Lê. Người còn lại cuối cùng sẽ là người giống Quang Lê nhiều nhất, sẽ có cơ hội bước vào vòng bán kết. Nếu như thí sinh nào vượt qua được vòng thi thứ tư, số tiền sẽ được tính bằng tổng số bình chọn nhân với 1 triệu. Còn nếu như vượt qua được ngay cả ca sĩ chính của chúng tôi là ca sĩ Quang Lê, số tiền thưởng sẽ được tính là tổng số bình chọn nhân với 2 triệu. Ví dụ tổng số bình chọn của Quang Lê chỉ là 40 nhưng của thí sinh đó là 50 thì bạn sẽ được 100 triệu đồng. Rất hấp dẫn. Và bây giờ tất cả đã sẵn sàng, chúng ta chuẩn bị bước vào vòng thi đấu đầu tiên, ca khúc Chuyện Ba Người. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn. Giữa đường cơn gió lặng thinh, nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao. Ba người chẳng biết làm sao khi không có kẻ buồn hiu đứng nhìn. Bởi lòng đã trót nặng thương, thôi ta đứng lại nhường đường em thôi. Người giàu với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Dù sao cùng mối duyên đầu, dù sao em cũng qua cầu là xong. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà em một bức tường thưa, chiều nay nhớ quá, thẫn thờ bước qua. Để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi rót một hơi thở buồn. Và kính thưa quý vị khán giả, kính thưa quý vị giám khảo tại sân khấu ngay bây giờ, hãy bình chọn cho ô cửa nào có thí sinh mà quý vị cho rằng hát không giống Quang Lê nhất. Thời gian bình chọn chỉ là 3 giây mà thôi. Thời gian bắt đầu. 3, 2, 1, hết giờ. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi Phương Mỹ Chi. Dạ, con cảm thấy là cái ô cửa số 4 là không giống nhất. Ô số 4 là hát không giống ba con nhất hả? Dạ đúng rồi, không giống ba con nhất. Sai rồi. Ba con là ô số 4 đó. Tôi cũng đồng quan điểm với lại Phương Mỹ Chi. À, anh khai luôn. Nếu em là một nhà ngoại cảm thì anh tin em. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta sẽ xem ô cửa nào có lượt bình chọn nhiều nhất, không giống Quang Lê nhất. Người đó sẽ phải dừng cuộc chơi. Và bây giờ hãy cùng xem thí sinh nào hát không giống Quang Lê nhất. Xin mời. Ô số 1 và ô số 2 có bao nhiêu người bình chọn? 12 người. Và ô số 3.
nào. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ mở ô cửa có nhiều người bình chọn và cho rằng hát không giống Quang Lê. Chúng ta hãy xem đó có phải là Quang Lê hay không. Xin mời. Yeah. Rồi, xin mời bạn. Mình tên là Quang Đăng. Xin kính chào ban giám khảo, kính chào quý vị khán giả. Như vậy là anh rất là không may mắn, bởi vì giám khảo bình chọn anh là người hát không giống Quang Lê nhiều nhất. Tuy nhiên em nghĩ đó không phải là nỗi buồn, đã xuất hiện ở đây là xem như là một cuộc chơi rồi, đúng không anh? Hôm nay mình không có gì buồn hết. Dạ đúng mình rồi. Thấy đây là cuộc chơi rất là vui và rất là hay. Điều mà động lực cho mình đến đây là mình rất hâm mộ thần tượng ca sĩ Quang Lê. Mình nghe Quang Lê rất nhiều, nhưng mà có cái mình không đi hát, nhưng mà mình đi dạy thanh nhạc ở Trung tâm Âm nhạc Tài năng Việt. Một tràng pháo tay cho người thầy thanh nhạc. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức một vài đoạn trong nhạc phẩm được mang tên Hương Đồng qua phần trình bày của Quang Đăng. Điều thầm kín muốn bày tỏ cùng ai, nỗi niềm yêu thương chưa một lần thốt nên lời. Ngày chưa biết em, tôi chưa biết buồn, giờ đây chót yêu lòng đắm say nhiều. Để bao nhớ thương ràng buộc con tim, tình trong phút giây nặng lòng trong đêm. Trước khi ra về thì anh có đôi lời gì gửi gắm tới cho thần tượng về âm nhạc của anh là ca sĩ Quang Lê không ạ? Xin chúc ca sĩ Quang Lê hát khi nào lúc nào cũng ngọt như mía lùi như hôm nay và 15 năm trước. Xin chúc anh luôn luôn đẹp trai và và khỏe mạnh, không mập nữa. Mình thấy Quang Lê vậy là cũng đẹp trai lắm rồi, không có anh là anh đang tập hư cho Quang Lê đó. Bây giờ tôi hỏi quá, tôi vô Quang Lê đang ở đâu? Quang Lê ở ô số 6. Theo Quách Tấn Du, anh Hoài Linh và cả Phương Mỹ Chi, Quang Lê đang ở đây. Nếu như không phải Quang Lê thì người thí sinh này, nam thí sinh này có một giọng hát rất hay và ngọt ngào. Em nghĩ là thân chủ của mình cũng nằm trong cái ô số 6. Nếu như đúng đây Quang Lê, bạn không có vấn đề gì xảy ra. Nếu không đúng, bạn sẽ bị đuổi việc. Chắc chắn điều đó luôn, chắc chắn. Nói chung là nhà em sắp cháy rồi, anh đem mình xăng tới thôi. Anh đang đâu vậy anh Lê? Thì em vẫn nằm trong ô. Và bây giờ em không hề biết là em nằm ô số mấy, em chỉ thấy ở trong này một màu đỏ đỏ thôi. Và bây giờ chúng ta đi tìm Quang Lê. Ô số 1, ô số 2, ô số 3, ô số 5 hay là ô cửa số 6. Quang Lê đang ở đâu? Hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn sai lầm hết trơn. Bạn giám khảo sai lầm. Vỗ tay. Chuyện gì đang xảy ra? Em đang nằm ô số mấy vậy? Ô số 5.
Số 5, rồi nãy giờ nghe ai nói gì ô số nào giống em? Ô số 6. Ô số 6 là ô này hả? Quản lý của bạn đã đoán sai bét. Biết làm quản lý mà không biết nghe nhạc. Đúng, Trương Giang nghĩ là bạn cần một quản lý mới. Nói chung lại là... Nói chung là cái người mà khán giả bình chọn hát không giống Quang Lê nhất đã ra về mà bạn là nhì đó. Bạn nghĩ sao mà người ta nói bạn là không phải Quang Lê? Quang Lê thấy có một cái giọng hát khá là giống mình nhưng mà có thể là giống hơn sự tưởng tượng của Quang Lê nữa. Đúng, và hơn cả sự tưởng tượng của ban giám khảo. Người giàu vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Ở đây chỉ có mình tôi đoán đúng. Ngay từ đầu tôi nói rồi, ô số 5. Đây nè, đây nè. Đây, trân trọng thông báo cho Quang Lê biết, quản lý chọn ô số 6, con gái chọn ô số 6. Hai ô đó, số 5 và số 6. Dạ. Chứ chưa có chọn ô số 6. Chỉ chọn ô số 4 là không giống rồi. Trời ơi, em nhìn em cũng hơi đau đớn đó. Bây giờ có một bây giờ có một thực trạng xảy ra. Quang Lê hiện tại bị đánh giá là hát không giống Quang Lê trong chương trình Ca sĩ giấu mặt. Nếu như cái người ở ô cửa số 6 hát hay hơn Quang Lê, đẹp trai và tướng tá mignon hơn Quang Lê, nghỉ hát. Đúng không? Bởi vì người ta sẽ kêu show người kia. Ở đây thì em thấy con Tài, đôi khi mà sau cuộc thi này anh em mình cũng nên kết hợp, em lấy chữ Quang, anh lấy chữ Tài là ok rồi đó. Có khi thành công đó. Có khi thành công đó. Nhưng mà đây là điểm khác biệt trong chương trình Ca sĩ giấu mặt so với bất cứ chương trình về ca nhạc nào hiện tại. Đó là điều thú vị là ở chỗ là ngay cả ca sĩ chính có thể đi về nhà bất cứ lúc nào. Đời mình chấp nhận mười mấy năm, giờ chấp nhận thêm vài năm nữa cũng chẳng có sao. Phải chấp nhận.